Theo các nghiên cứu, người thừa cân béo phì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với người có thể hình và cân nặng trung bình, đặc biệt ở trẻ béo phì dễ gặp phải các biến chứng nguy hiểm ở thể nặng hơn so với người trưởng thành, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm sinh lý sau này. Bệnh nhi 10 tuổi này đến Bệnh viện Nhi Trung ương để khám tiêu hóa. Trong quá trình khám, các bác sĩ phát hiện chỉ số BMI của bé cao hơn gấp nhiều lần so với lứa tuổi. Bé bắt đầu có dấu hiệu lâm sàng chỉ điểm kháng insulin và đái tháo đường, những biến chứng nguy hiểm do béo phì gây ra. Từ năm lớp 3 giờ là cháu tăng cân nhanh. So với các bạn ở lớp thì cũng đang còn bình thường, có những số bạn nó đang còn to hơn nữa. Có nhiều bạn to lắm, mập lắm. Thất bại trong nhiều lần giảm cân, chỉ khi đến bệnh viện khám, gia đình bệnh nhi này mới biết con mình lạm dụng corticoid. Điều này dẫn đến cháu có biểu hiện thừa cân, béo phì, kèm theo nhiều bệnh lý khác. Em bé bị đái đường, và nếu đái đường mà không được phát hiện kịp, em bé sẽ dẫn đến hôn mê, tăng áp lực thẩm thấu, hôn mê rồi toan stone. Nó có thể nhiều em bé có thể nguy hiểm đến tính mạng. Năm 2023, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có nghiên cứu trên gần 500 bệnh nhi tuổi từ 5 đến 18 tuổi. Kết quả cho thấy hơn 51% bệnh nhi thiếu vitamin D, hơn 48% mắc gan nhiễm mỡ, hơn 32% tăng insulin và một số bệnh lý khác như đái tháo đường, tiểu đái tháo đường, hạ canxi, tăng cholesterol. Có hầu hết là các cái biểu đồ tăng trưởng và cân nặng của em bé, nó sẽ thể hiện rõ là em bé đã tăng đang vượt ngưỡng hay không vượt ngưỡng, thấy tốc độ tăng cân quá là nhanh, hoặc là thấy em bé có dấu hiệu như là những cái sạm da ở các cái vùng gáy, vùng lách hay là vùng bẹn, hoặc là bị biểu hiện của rạn da hay là rậm lông, đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đưa em bé đi khám sớm. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2035 sẽ có khoảng 1,9 tỷ người trên thế giới mắc bệnh béo phì. Số tiền phải chi cho việc điều trị thừa cân béo phì và các biến chứng liên quan lên đến 4,32 nghìn tỷ.